Trấn Thành xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang trở lại với Bước Nhảy Ngàn Cân. Và bây giờ sẽ là cặp thứ 7. Đây là một thí sinh có một câu chuyện khá cảm động về mẹ của mình. Và ngày hôm nay vẫn tiếp tục câu chuyện về mẹ. Một bài biểu diễn được mang đến cho sân khấu của chúng ta cùng với tâm tư về mẹ của mình. Thưa quý vị, Huỳnh Hoa sẽ cùng Hải Anh biểu diễn. Đố các bạn biết đây là ở đây đâu? Bờ sông rất là thoáng đãng, đây là bờ kè. Đây là nơi mà Hòa thích đến, Hòa thích nơi đây. Và đặc biệt là Hòa rất là thích nhìn lên bầu trời. Thì ở nơi đó thì mình thấy những cái ước mơ, những cái hy vọng của mình lúc nào nó cũng tràn đầy. Sau hôm đi đầu tiên thì khi mà công bố kết quả thì mình thua bạn khác về chỉ số giảm cân. Thì cảm xúc lúc đó là mình cũng hơi buồn, tại vì mình cũng đã cố gắng. Vì vậy trong tuần này thì mình đã cố gắng giảm cân hết sức. Mình tranh thủ mọi người trong lúc nghỉ trưa. Mình lên mình tập những cái bài hút lượng calo nhiều nhất có thể. Mấy cái lúc mà Han làm những cái động tác ôm Hòa từ sau lưng thì thật sự là Hòa không cảm nhận được. Thì Han thấy cái đó là một cái sự khó khăn rất là lớn với Hòa. Và Han sẽ cố gắng làm sao để Hòa hiểu được cái tình cảm của những người mẹ dành cho con. Thưa quý vị, những cảm xúc về mẹ bạn đã đặt hết vào trong cái bài nhảy vừa rồi. Xin mời chị Việt Hương, chị có chia sẻ gì không ạ? Em chưa có làm cho chị cảm thấy ngày hôm nay để thấy được một cái sự đã. Chắc là do cái tâm lý mình phải biểu diễn, mình phải diễn, mình phải thi. Cho nên tâm lý em bị căng thẳng. Khi em bồng Hải Anh lên, rớt cái kịch. Tất cả những động tác khác em có quyền sai, nhưng động tác nâng bả em có quyền sai. Và em lại sai đúng ngay chỗ đó, đúng ngay chỗ chị chờ. Cẩn thận, cảm xúc đặt đúng nơi đúng chỗ thì mới đụng được tới cái người khán giả. Cái bài này mà cái người xem mà cảm xúc nhất là Ốc đấy. Tôi tin chắc rằng là Ốc sẽ có nhiều chia sẻ. Mời Ốc. Huỳnh Hoa biết không, chị rất là sợ phải nghe những bài về cha mẹ trong thời điểm này. Chị mất bố khi chị đã là một người trưởng thành, mà chị còn cảm giác là mình chới với, mình chống chính. Chị rất là đồng cảm với em. Riêng trong bài này chị không mắc lỗi, vì chị biết rằng với sân chơi này, với cái số ký này, em phải múa đương đại là một cái thử thách rất là khó cho em. Rồi cả những cái thiệt thòi trong cuộc sống cá nhân của em nữa. Và chị chỉ có cái cảm xúc là chị thương vậy thôi. Và chị chỉ mong rằng á, là sau ngày hôm nay, em nếu thật sự luôn nghĩ về mẹ và muốn là mình sống tốt hơn để ở đâu đó mẹ tự hào về mình, thì em hãy cố gắng ngay lập tức từ bây giờ đi, ngay tại chương trình này đi. Em thay đổi bản thân em, cho người ta thấy cái nguồn năng lượng tích cực trong em là như thế nào, để mẹ em vẫn có thể tự hào về em. Cố lên nhé. Còn anh John, anh thấy sao ạ? Hòa ơi, em thực sự phải cảm ơn chị Hải Anh. Vì trong cái bài này, nhiều cái động tác là cái kiểu là chị Hải Anh đang hướng dẫn em trong cái bài này. Chị Hải Anh tạo ra nhiều cái, không phải nhiều cái, nguyên một cái bài đẹp để tất cả mọi người sẽ tập trung về em trên sân khấu này. Xong, em phải xin lỗi chị Hải Anh vì em không làm. Đây là điểm số mà ban giám khảo sẽ dành cho bạn. Mời Ốc, 7 điểm. Mời Huy. Một cái anh muốn mọi người nhớ là nhảy múa chỉ không phải là động tác, nhưng mà cảm xúc cũng là một phần rất là quan trọng. 6 điểm. Mời chị Việt Hương, 6 điểm. Điểm trung bình từ ban giám khảo dành cho bạn là 6,3. Hy vọng điểm giảm cân sẽ cứu đấy bạn. Mời bạn về bàn cân. Cân nặng của bạn tuần trước là 102 kg. Và cân nặng tuần này là 98,8. Bạn giảm được 3,2 kg, tương đương với 3,1% trọng lượng cơ thể. Tổng điểm 9,4. Bạn đang giữ điểm số thấp nhất cho đến thời điểm hiện nay. Thưa quý vị, điều đó thực sự vẫn chưa đáng sợ, là bởi vì ở đằng sau lưng, càng thi sau, các bạn thí sinh càng giảm cân ít hơn những thí sinh thi trước. Đây là áp lực dành cho những thí sinh sắp sửa bước ra sân khấu. Và đây là một trong những điển hình, thưa quý vị, thí sinh nặng ký nhất cuộc thi, với cân nặng ban đầu khi đến với nhà chung là trên 160 kg. Thưa quý vị, Huỳnh Minh Hiếu, cựu vận động viên judo, sẽ mang đến cho chúng ta bài nhảy ngay bây giờ. Đây là Hiếu. Nhà Hiếu có một tiệm tạp hóa. Hiếu thường hay phụ giúp gia đình việc buôn bán. Hiếu thường hay đi chợ mua đồ ăn về nấu ăn. Ngoại hình của Hiếu khiến Hiếu trở nên nổi bật giữa đám đông. Tuy nhiên, Hiếu không quan tâm. Hiếu tận hưởng niềm vui của mình. Hiếu tin vào đôi mắt lựa đồ ăn. Hiếu tự tin trả giá. Hiếu hiên ngang bước về nhà. Hiếu có bằng cấp nấu ăn, món chiên, món xào, món rau, món luộc, tất cả không làm khó được Hiếu. Cả nhà rất yên tâm khi giao việc nấu ăn cho Hiếu. Hiếu tận hưởng niềm vui với gia đình mình. Tuy nhiên không ai biết, sau vẻ ngoài tự tin ấy là một câu chuyện buồn. Mình có một thời khắc không được may mắn. Mình thường xuyên bị bạn bè xa lánh. Đã có một khoảng thời gian rất dài mình rơi vào chứng trầm cảm, nhưng mình không có nói với gia đình vì mình không muốn mọi người lo lắng. Và có lẽ mình không thể thoát ra khỏi cái vỏ tự ti này của bản thân của mình nếu như mình không biết đến bộ môn võ judo. Những ngày tập luyện với đội tuyển cùng các anh em, mình sống hòa đồng hơn, mình được đi du đấu nhiều hơn. Dần dần mình xóa bỏ đi cái tính tự ti của bản thân. Và đây là thành tích của Hiếu. Giải bạc cấp tỉnh, giải vàng cấp tỉnh, giải đồng quốc gia. Hiếu đã vượt qua sự tự ti của bản thân với judo. Vậy cuộc chiến giữa Hiếu và cân nặng sẽ diễn ra như thế nào? Bước nhảy ngàn cân sẽ là mục tiêu tiếp theo. Mọi người hãy chuẩn bị, Hiếu đã sẵn sàng. Xin 100 pháo tay cho Huỳnh Minh Hiếu thưa quý vị. Chúc anh rất là thương em, cho động tác em rất là đơn giản. Nhưng em biết không, em cực kỳ dễ thương. Trời xanh ra người có cái mặt cái cưng lắm. Và với cái thân hình này của em mà giờ cái em giảm nó chị tiếc lắm. Đây là mặt có phước. Ừ, cưng lắm em, cưng lắm. Nhưng hồi nãy diễn á, không có thấy ụt ịch. Động tác không có kỹ thuật nhiều. Mà đã vậy còn kết hợp thêm cái múa võ, cái nghề cũ của mình, thêm nhạc vô thấy dễ thương. Và em phải nhớ là trời cho cái khuôn mặt thấy cưng, nhìn là thấy muốn cho điểm lớn. John, anh là người cứu em, anh chọn em. Và sau khi xem cái bài này, anh thấy anh chọn đúng. Cái động tác trong cái bài này nó không có quá phức tạp, nhưng nó có nhiều động tác lúc em phải nhảy lên. Nhưng mà lúc em nhảy và em xuống, em rất là nhẹ. Em nhẹ, em mượt lắm, em biết kiểm soát cái cơ thể của em. Và đó là một cái điều rất là quan trọng. Với một bài nhảy có võ mà mặc đồ màu hồng là biết mấy bạn dễ cưng như thế nào rồi. Hy vọng là cái điểm gọi là ưu ái cho cái sự baby bì dễ thương này sẽ cứu lấy tụi em. Mời Ốc Thanh Vân. Ốc không cho rằng đây là một sự ưu ái, bởi vì các bạn cũng rất là xứng đáng với số điểm cao. Nhảy được như vậy là đã quá xuất sắc rồi. 7 điểm. John, em sẽ là cái bạn có cái gương mặt tất cả mọi người sẽ nhớ. Yes. 7 3 còn số 7. Chúc mừng bạn Seven Kha. Mời bạn Cận là Kha. Cân nặng của bạn tuần trước 1 tạ rưỡi, dư 2,7 kg, có nghĩa là 152,7 kg. Cân nặng hiện tại 148 kg tròn, giảm được 4,7 kg, là 3.1% so với trọng lượng cơ thể. Điểm tổng là 10.1. Chúc mừng bạn. Điểm khá là cao. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ sẽ là một hot girl của chương trình năm nay, Trà My và một trong những biên đạo cực kỳ cảm xúc, Hà Lộc. Tuổi thơ tôi bị mập từ nhỏ, lúc nào mẹ cũng bắt tôi là phải giảm cân. Nó tạo cho tôi một cái áp lực từ cái lúc bé là không được ăn nhiều. Người ta đến với tôi, người ta nói là vì người ta không quan trọng vẻ bề ngoài. Lúc đó tôi cũng đã mập rồi. Cho đến một ngày khi mà chia tay, người ta lại nói là mẹ người ta không chấp nhận người con gái mập như vậy, gia đình người ta không chấp nhận. Tôi hỏi người ta là tại sao hồi trước anh kêu anh không quan trọng về bề ngoài, tại sao bây giờ anh lại nói như vậy? Thì người ta lại kêu là hồi trước anh có thể gặp em, anh quen em và anh nhìn thấy em có một cái vẻ hay, nhưng mà càng quen em cảm thấy cái vẻ đẹp đó càng tầm thường. Trong cuộc sống thì có rất là nhiều cái khúc mắc, có rất nhiều cái khó khăn. Nhiều khi mình cảm thấy mình tuyệt vọng kinh khủng, mình cảm thấy mình không có một điểm tựa nào trong cuộc sống cả. Muốn quay về với gia đình, muốn ôm mẹ một cái, ôm ba một cái để nói là mẹ ơi hôm nay con mệt lắm, hôm nay con cảm thấy con không có còn muốn sống trong cái cuộc đời này nữa, nó quá mệt mỏi. Em không dám làm điều đó với mẹ em. Sẽ làm được, con sẽ chứng minh cho mẹ thấy. Mẹ hãy đặt niềm tin ở con một lần nữa. Dù cho con có thế nào, con vấp ngã như thế nào thì con cũng mong mẹ khi mà con trở về, mẹ có thể ôm con một lần nữa, đón con ở nhà và nói với con là không sao, dù con có đi được hay không đi được thì mẹ vẫn thương con. Ladies and gentlemen, welcome on board. Please stow your carry-on luggage under the seat in front of you or in an overhead bin and take your seats as quickly as possible. Thank you. Cause you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass, bass. Cause you know I'm all about that bass, 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 about that bass. Bài bài sẽ cúp buồn nữa ta, bà cổ ở đây còn bên nàng ca phổ này cơ cái chắc cái dây an toàn nha. Khá thiệt na, thiệt khá, thiệt khá. Ước mơ nè là cụ tiếp diện không ngờ giờ chưa thực hiện ước mơ được tại mập kha. My ơi, bây giờ là thực hiện ước mơ tại sân khấu là không có thấy em mập, gương mặt đẹp. Em mà tiếp viên chị cũng chịu nữa, có chứ chấp nhận. Và lại một lần nữa cho sự thông minh. Đó là lần đầu tiên nhảy với lại biên đạo của mình mà người ta là vũ công chuyên nghiệp. Mà hoàn toàn coi em chứ không coi Hà Lộc mới ghê chứ. Ồ. Tại vì anh ta khôn khéo chọn cho em những tiết mục, những cái động tác rất là dễ dàng cho em làm. Mà toát ra được cái thần thái tiếp viên. Đó. Mà còn xoay cái mâm mà em xoay cái tóc lên hợp lý luôn. Đẹp đẽ, thần thái tốt. Rồi ra, nhảy cho đã. Máy bay đáp xuống chưa kịp cho nước. Xà tới đưa cho nước, cái mặt dễ thương đẹp. Mặt ăn ảnh, thấy không? Đẹp có quyền vô trong thi tiếp. Anh John, anh nghĩ sao? Ok, thì một cái là cái trang phục làm cho em nhìn nhỏ, đẹp. Ốm, đẹp. Thái độ lúc em nhảy hết sức, hết mình. Em là 100% trong cái bài này. Cái gương mặt nó rất là mạnh. Và mấy cái động tác của em mạnh. Và nếu mà mình nhảy như vậy, mình không bao giờ, mình không có quan tâm lắm, mình không có để ý về cái trang phục nó sọc sạch. Không, cái cơ thể, cái mập. Rõ chưa? Dạ, hiểu rồi. Ok. Bỏ qua cho em đi mà. Ốc, dạ. Mời Ốc. Thực sự á, không phải là vì cái bộ trang phục này nó đẹp không đâu, mà bản thân cơ thể của Trà My là bạn có dáng đẹp. Vâng, chắc chắn rằng là Trà My giảm cân là không phải đẹp, mà là quá đẹp. Cho nên hãy hình dung về mình trong một vài tuần thi tới để mà nỗ lực hơn. Vậy em có một cái lời gì em nói với mẹ em không? Hôm nay em mang cái đôi giày của mẹ em tặng cho em để đi thi, cho nên em mang hết tâm huyết của mình, niềm tin của mình. Cái tâm huyết của mẹ em muốn dành cho em được chiến thắng cái cuộc thi này. Em quyết tâm là em phải thi được, chiến thắng bản thân em để chứng minh chị mẹ em thấy là em như những gì mẹ em mong muốn, và em là một con muốn lột xác thành một con người mới. Cái bài này á, thì là thực ra thì em vẫn cũng mang tính chất là nó hơi hip hop một tí xíu, cho nên là lúc đầu em tính không cho là bé My mang giày cao gót đâu, nhưng mà bé My cứ nặng nặc mang và em bây giờ mới biết được nguyên do. Và cảm ơn Lộc. Vì nàng nạc mang cái đôi guốc đó thì sẽ rất khó đối với cái bài này. Thì mẹ có biết không, chỉ một đôi giày của mẹ thôi, bé My giống như là được nâng một bước chân của mẹ bên cạnh. Con vẫn mong là mẹ hãy dang vòng tay để chờ đi, bé My sẽ về và sẽ rất đẹp. Trà My ơi, nhưng mà đã bao lâu rồi em không được ôm mẹ? Chắc cũng khoảng được 8 tháng. Cố gắng lên, thi cho thiệt là tốt. Mình mang một cái giải thưởng về tặng cho mẹ, giống như là một cái sự quyết tâm. Cho mẹ thấy cái điều đó em nhé. Chúc cho điểm số mà ban giám khảo dành cho em sẽ cao. Tại vì hồi nãy giờ họ khen em đụng nóc. Có một sự đồng nhất hay thôi. Thôi mình cùng tràn ra đi, 1, 2, 3. Bây giờ lên cân đi cưng. Cân nặng tuần trước của bạn là 84,2 kg. Và tuần này nó là 81,5 kg. Bạn xuống được 2,7 kg, tương đương với 3,2% trọng lượng cơ thể. Tổng điểm 10,2. Chúc mừng bạn. Cũng khá là cao. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ chúng tôi sẽ tạm nghỉ giải lao trong vài phút trước khi trở lại với những thí sinh cuối cùng. Mong quý vị đừng chuyển kênh nha. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay ạ.